Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thế giới Rèn Việt.vn. Các bạn thân mến, không gian phòng ngủ thường là những không gian có diện tích nhỏ hẹp, chính vì vậy mà thường được sử dụng rèm cầu vồng. Tuy nhiên, trên thị trường hiện nay lại có rất nhiều loại rèm cầu vồng khác nhau. Vậy thì loại rèm cầu vồng nào mới phù hợp với không gian phòng ngủ của chúng ta đây? Ngay bây giờ hãy cùng Thế giới Rèn Việt.vn khám phá câu trả lời trong video này nhé! Đây là gam màu rất nhẹ nhàng và rất phù hợp cho không gian của phòng ngủ. Khi lựa chọn rèm cầu vồng màu vàng hoặc màu pastel thì khi bước vào phòng ngủ bạn sẽ cảm nhận được một cảm giác rất là dễ chịu và thư thái. Bên cạnh đó, rèm cầu vồng có gam màu này có thể sử dụng cho cả phòng ngủ của bố mẹ và em bé. Đây cũng là màu sắc rất phù hợp với các gia chủ có mệnh kim, hứa hẹn khi sử dụng nó sẽ mang lại nhiều tài lộc và may mắn cho gia đình của bạn. Với những căn phòng ngủ của bé gái thì tốt nhất là bạn nên lựa chọn loại rèm cầu vồng có gam màu hồng để mang lại sự nữ tính và dịu dàng cho toàn bộ không gian. Tuy nhiên, đây là một gam màu đặc biệt nên nếu muốn sử dụng chúng, bạn cần lựa chọn các đồ nội thất cũng có gam màu hồng để tạo được sự đồng điệu cho toàn bộ không gian. Màu xanh là gam màu của sự sống, của năng lượng và rèm cầu vồng có màu xanh cũng là một sự lựa chọn rất tốt cho không gian của phòng ngủ. Sử dụng rèm cầu vồng màu xanh sẽ mang lại một nguồn sinh khí dồi dào cho gia chủ. Đặc biệt, gam màu này rất phù hợp với rất nhiều mệnh khác nhau như mệnh mộc, thủy, hỏa. Ngoài ra, với rèm cầu vồng màu xanh, bạn có thể sử dụng nó cho không gian phòng ngủ của mình hoặc phòng ngủ của các bé như thế này. Rất năng động và phù hợp với các bé đúng không ạ? Nâu là gam màu được sử dụng phổ biến trong các phong cách thiết kế hiện đại. Chả thế mà mẫu rèm cầu vồng có gam màu nâu cũng được sử dụng rất nhiều trong khi thiết kế phòng ngủ. Ưu điểm nổi bật của gam màu này đó là rất sạch, tạo cảm giác sang trọng, ấm cúng. Ngoài ra, màu sắc này cũng tương đồng với nhiều đồ nội thất trong phòng ngủ nên nó được rất nhiều các gia chủ lựa chọn. Với mẫu rèm cầu vồng gam màu nâu, bạn có thể tùy chọn màu nâu sáng hoặc màu nâu tối tùy vào không gian thiết kế phòng ngủ của gia đình mình. Và theo phong thủy ngũ hành thì đây là màu sắc rất hợp với những người mệnh thổ, nên các gia chủ có mệnh thổ hãy xem xét sử dụng mẫu rèm cầu vồng gam màu nâu này cho gia đình của mình nhé. Ghi xám cũng là tông màu chủ đạo trong phong cách thiết kế hiện đại. Do vậy, mẫu rèm cầu vồng có gam màu ghi xám cũng được rất nhiều gia chủ lựa chọn cho căn phòng ngủ của mình. Rèm cầu vồng có màu ghi xám mang lại một cảm giác nhã nhặn và đặc biệt phù hợp với những bức tường được sơn màu trắng. Trong khi đó, theo quan niệm phong thủy thì gam màu này rất phù hợp với các mệnh kim, mệnh thủy, nên gia chủ có mệnh này hãy cân nhắc lựa chọn rèm cầu vồng màu ghi cho căn phòng ngủ của gia đình mình để mang lại thật là nhiều may mắn nhé. Và vừa rồi Thế giới Rèm Việt.vn đã chia sẻ đến các bạn những mẫu rèm cầu vồng vừa đẹp lại vừa hợp phong thủy cho không gian phòng ngủ. Hy vọng là những gì mà chúng tôi vừa cung cấp sẽ giúp cho các bạn dễ dàng hơn trong việc lựa chọn rèm cho gia đình của mình. Nếu các bạn cần tư vấn kỹ hơn về loại rèm này, hãy truy cập vào website thế giới rèm việt.vn hoặc gọi điện đến hotline 1900 0393 để được giải đáp ngay nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.